Tự học tiếng Nhật thật chẳng dễ chút nào. Học ở nhà thì bàn học lúc nào cũng chất chồng giáo trình, băng đĩa, giấy nhớ. Học trên mạng thì thông tin tràn lan, mỗi nguồn tin một nội dung, một cách giảng, không thống nhất và sự chính xác của thông tin không đảm bảo. Khi tự học, mình loay hoay không biết sẽ phải học theo lộ trình như thế nào, nên bắt đầu từ đâu và chọn phương pháp nào cho hiệu quả, phương pháp nào hữu ích cho trình độ của mình. Cùng với đề kỹ lưỡng, con đường tự học tiếng Nhật của mình đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Qua website và ứng dụng trên điện thoại, đề kỹ lưỡng cung cấp một hệ thống học tập tiếng Nhật toàn diện với đầy đủ các khóa học ở nhiều cấp độ khác nhau. Tại đề kỹ lưỡng, rất nhiều công nghệ thông minh được tích hợp vào website để giúp cho người học dễ dàng học tập và tiếp thu. Ngoài ra tại đây, bạn còn được sử dụng một hệ sinh thái các tiện ích phục vụ học tập như từ điển, bộ từ vựng theo chủ đề, đào lắp tài liệu và đặc biệt là kho bài kiểm tra, bài thi phong phú chính xác. Khi lập tài khoản học tập tại đề kỹ lưỡng, tất cả các thông tin liên quan đến quá trình học, kết quả bài thi, bài kiểm tra được lưu trữ riêng cho bạn. Từ đó đề kỹ lưỡng sẽ gợi ý lộ trình học phù hợp nhất cho mỗi người. Thông tin này còn được đồng bộ cho cả hệ thống. Dù bạn đang sử dụng laptop, điện thoại thông minh hay là máy tính bảng, việc học tiếng Nhật sẽ không bị gián đoạn. Thật vô cùng tiện lợi. Yatta! Dekiru.vn, tiếng Nhật là chuyện nhỏ.